Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh của Tiên Gaming Stickman. Hôm nay mình sẽ mang cho các bạn một bản mod mới và mình sẽ làm cái nhiệm vụ tuần nhé. Thì đây mình có 181, 82 và 83. Mình sẽ đánh cả cái 84 nữa nhé. Để là chế độ khó nhất. Mình sẽ phải nâng cấp hết cái đấy. Cái này mình sẽ có để không phải dùng quá nhiều gì hỗ trợ gọi là mình hết quá lát nhé. Sẽ dẫn đến trải nghiệm không tốt cho các bạn, nên là mình sẽ cố gắng chỉ chơi vừa thôi. Ui giời ơi, nhìn cầm hàng khủng thế. Sử dụng sấm xe ra thử một cái thôi. Và đi 548 máu cũng nhiều đấy. Bây giờ mình sẽ gọi đầu tiên là gọi khoảng một đống thằng giáo ra tiếp chiến luôn, không phải sợ. Mình sẽ gọi cả cung đi. Đấy, nào chiến đi đánh luôn nào. Ui gỗ khét đi. Bắn. Mình sẽ cần thêm một ít kiếm nữa, ít giáo nữa, cung nữa. Ok, thì bây giờ đang công bạc rất là căng nhá. Thì đây nào chiến đi. Kìa sao lại có hai thể loại giáo khác nhau thế này. Ok, sao lại có mấy thể loại giáo khác nhau này? À chắc là giáo này là giáo được tặng kèm bổ trợ nhá. Nào đánh đi chiến đi và cùng lối phát tiếp rồi. Đánh đi đi rồi ạ. Chiến đi quá khổng lồ. Múc quá khổng lồ. Múc nào. Biến lớn lên múc đi rồi. Co lên. Ok nào chiến thôi. Sao lại có cả pháp sư thế này? À pháp sư của tên nó nhé. Đây một đống khổng lồ đối với ba con khổng lồ hàng. Đấu khổng lồ fake và ba con khổng lồ hàng xịn nhé. Nào đánh đi. Ba cân một đống à, không đánh được đâu. Nào cố lên đánh đi. Các bạn sẽ sử dụng sấm sét nha các bạn nhé. Thì sấm sét rất là đau. 518 máu khá là đau. Nào đánh từ một đống không thể thua được. Nào lao lên quay về nhá. Bút khổng lồ lên hết. Tiếp đánh tiếp. Nó chỉ còn hai con thôi. Ui nó lại gọi thêm kìa. Có vẻ cũng khỏe đấy. Nào chọc đi. Ném giáo. Nó cũng có giáo kìa. Đánh đi một, lại thêm một đống cân ba tiếp. Ui nó càng ngày càng gọi ra đông rồi. Nào mình cũng phải gọi thêm thôi nhé. Để tiếp tục. Ui mình có vẻ cao to quá. Ui thêm một tí nữa nhé. Ok nào đánh đi đội quân của rừng xanh nhé. Nó càng ngày càng gọi ra thêm nhiều các bạn nhé. Mình sẽ gọi thêm cung để bắn để trợ cho bọn giáo nhé. Cung cũng có vẻ khá là chất lượng. Mình sẽ bu cả của người cho cung luôn. Rồi mình sẽ cầm một thằng cung để bắn nhé. Này thì khẩu với trả lộ chết rồi. Nó sắp chết hết rồi. Bắn đi. Nó lại ra thêm một thằng. Không sao, một thằng không thể ăn lại một đống đâu. Lại thêm một thằng nữa. Hai thằng nữa. Chiến đi. Lao vào nhà nó. Ba thằng rồi. Đánh đi. Đập nhà. Cùng bắn nhà đi. Đồng giáo vẫn đang cố gắng để giết tất cả khổng lồ. Nó lại ra thêm rồi. Tiếp viện. Mình cũng phải gọi tiếp viện thôi. Ui nhiều khổng lồ quá. Gọi thêm gấp
Ok, để gọi được thêm một đội quân tinh viện giáo rồi nhá. Nó sẽ đến ngay đi. Đây rồi. Nhưng mà có vẻ là mình sẽ thắng được. Vâng, và mình đã thắng được ở màn 180 rồi nhá. Phải không nhỉ? Không, mình đã thắng được màn 181 rồi nhá. Mình sẽ tiếp tục đến với màn 182 nhá. Để xem đội hình lần này của nó sẽ như nào. Lần này mình có pháp sư nhá. Thì ra lần này mình sẽ chơi phun pháp sư nhá. Đào vàng này không cho đẹp nhá. Màu máu tượng này. Nào phun pháp sư. Mình được sẵn một bọc giáo hỗ trợ này. Để chơi phun pháp sư các bạn nhé. Còn được một đống zombie. Thì sẽ chơi riêng 1.000 bọn lính 5 này. Và 3 con thú. Nào mình sẽ lấy số lượng để bù đắp vào chất lượng nhé. Đây là trận chiến giữa số lượng một đống này và 3 con khổng lồ rất chất lượng nhé. Được ăn được hay không? Chúng ta cùng chờ xem nhé. Bán bán. Còn chết thì càng gọi ra thêm nên là không sợ nó có thể giết người hết đâu. Nhưng mà mình thấy là tốc độ chết của đội mình có vẻ khá là nhanh. Vài chục con trên 1 giây đấy. Nhưng mà không sao, nó vẫn đang bị cổ máu rất là từ từ rồi. Một cái bút. Mình sẽ dùng súng xét để đưa tên để đánh cho nó nhanh đi. Giật đi, giật đi. Theo mình thấy thì súng xét giật cổ không trúng các bạn. Nào giật đi. Sao còn giật đi đâu thế này? Rồi ạ, súng xét đã phách rồi. Giật còn giật đi đâu thế này? Rồi ơi. Máu. Giật còn giật đi đâu thế này? Nhanh, nhanh đi. Anh đi. Súng xét giật. Tên. Mình chỉ còn 2 con thôi. Cố lên đừng để nó gọi ra thêm. Nó gọi ra thêm là mệt lắm đi. Giật máu mua tên. Ui. Mình thấy có vẻ là bắt đầu sửa thì từ gần lát rồi nhé các bạn nhé. Mình đã đánh thẳng vào đường đến nhà của nó rồi. Ui, bây giờ khổng lồ dạng không sống được bao nhiêu giây đâu. Thì nếu chúng nó gọi tiếp viện thì sẽ khá là khó nhai đấy các bạn nhé. 3 con rồi, còn 2 con thôi. Tiếp, đội quân của mình đang không nên rất là hùng hậu và rất đông. Nó càng ngày càng gọi thêm nhiều khổng lồ nhé. Nhưng mà không được lâu đâu. À không, hình như mình cũng đang. Đây, cũng được thêm cả lên cho nó nhé. Để cho để đảm bảo tính công bằng trên trận đấu nhé các bạn nhé. Rồi đập nhẹ, đập tượng đi. Ui đông quá. Đập tượng đi. Đông quá. Đập tượng. Thế là mình phải gọi thêm vài thằng giáo nữa cho nó khỏe hơn các bạn nhé. Chứ với đà này thì không thể đập tượng được đâu. Vì nó đang trận khá là căng. Mấy con khổng lồ của nó làm việc khá năng suất đấy. Đây là rất nhiều con của đội mình nhé. Nó không sao. Ok, bọn giáo của mình đã đến rồi. Tiêu diệt có khoảng 3 con khổng lồ thôi không sao. 3 con khổng lồ thì mình có thể ăn được. Nào cố lên, giáo đâu lên hết đi, đừng có lùi về. Lại thêm khổng lồ nữa. Nào lên đi. Chết đi. Hay lắm, đã nhà rồi. Ui, quả cuối ai đánh mà khỏe thế. Nhà mình đã ăn được màn 182 rồi nhé. Mình sẽ mở cái dương này xem có cái gì. Ừ, mình cũng chả biết nó được cái gì nhé. Thì mình sẽ tiếp tục có màn 183. Trận này thì chắc là mình sẽ dùng đánh tượng trước nha. Trận này dùng cung để kiếm thường. Đang cho con này, cái đầu mình sẽ làm đến. Rồi mình sẽ không dùng pháp sư nhá. Sẽ nào có bọn này thì mình cứ gọi cung tên với kiếm ra trước. Được rồi nhá các bạn nhé. Gọi nhanh hơn.
lên bắn tường đi. Bên đó là dùng đồ bù nguyên thủy để kháng choáng nhé. Nhưng không sao, bên mình cũng thế. Nào tiến lên. Pháp sư, bên đó có pháp sư và giáo, cả kiếm nữa. Tiến lên, đội quân cung và kiếm. Lên. Đứng đầu không lên. Chết. Đâu chết rồi. Ê sao trận này thắng nhanh quá. Ui thế là mình đã xong ngoài 183 rồi nhá. Mà này khá là nhanh và dễ. Mình sẽ chơi trên khoảng 184 nhá. Trận này có lẽ là sẽ dùng khổng lồ. Mình sẽ tiếp tục dùng cung và kiếm nhá. Hay là có thể nó sẽ dùng khổng lồ. Nhưng mà mình sẽ đang đổi đi các bạn. Nó không được xem một giáo. Mình sẽ gọi mấy con khổng lồ và cung ra để bắn hộ khổng lồ nhé. Cung ra. Ok, một đội quân này là đã quá ok rồi nha các bạn nhé. Ui, bên nó là skin Halloween các bạn ạ. Thì không sao, mình sẽ tiến lên và đánh luôn nhé. Mình sẽ điều khiển một con nhé. Nó sẽ có cung cái này. Thì các bạn chờ mình một xí. Mình sẽ lấy một con khổng lồ. Sau quay lại, tiến lên. Lùi về. Lấy một con khổng lồ. Tiến lên. Hai thằng kia chạy nhanh đi. Chạy từ từ thôi, đừng có vội. Tiến lên. Đánh đi cung, cố gì đi. Ui, thằng cung này máu thế. Ui, trên trời đại yếu mà còn ra gió nữa. Đây nha, ui, phá tượng này. Ui, có vẻ đông. Nào, mình đang chết hết. Ê, các bạn để mình cái này lên nhé. Đây. Chết hết. Chết hết. Nào, vào đây, mình đang chết hết. Ui, mình đánh nhanh một cái mức mà còn không nhìn thấy đánh như các bạn. Nào, xông vào, mình ăn chết hết. Ui, không chịu hồi máu nhá. Sao lại hồi sinh thế này. Mình sẽ lấy thêm một con nữa. Thế lên. Mình sẽ úp thêm cả fast run này nữa cho nó chạy nhanh. Một mình ăn chết hết. Chiến đi. Mình đánh nhanh đến mức mà còn không thấy cả lúc đánh rồi các bạn. Nào đánh đi. Sao lại chọn thằng cung thế này. Các bạn nhìn trên bố chạy kìa. Ui chạy rất là nhanh nha. Ui xác nằm la liệt luôn này. Mình sẽ tiếp tục sử dụng một con và nó không hết nha. Mình sẽ gọi con đấy ra. Đây này. Mình sẽ gọi con đấy ra và mình con đấy chấp hết cả đội nó nha. Kéo không điều khiển được ạ. Tiến lên. Sao nó vẫn bắn đi kia. Tất cả ngày bắn rồi. Thằng này bị làm sao đấy. Ui nó vẫn cứ đứng bắn các bạn ạ. Thôi kệ đi. Ui nó chịu lùi về rồi. Các bạn nhìn mình tốt bắn này. Đánh còn không nhìn thấy là vung gậy hay là vung thằng ở đằng sau xuống đánh cơ mà. Ui chấp hết. Ui giời ơi. Nào chiến các bạn ơi. Chiến. Con chiến. Gọi thêm người, bên nó đông quá. Ui, cung chạy rất là nhanh nhá. Bắn. Đánh đi. Chết đi. Đập. Lần này mình sẽ phá nhà luôn nhá. Đánh. Đập.
Mát nha, và mình lại đánh thắng rồi nha. Trận này nâng Mát tốc độ đánh đánh rất nhanh nha các bạn. Thì clip đến đây quá dài rồi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Bây giờ hẹn gặp lại.